Xin chào cả nhà một ngày buổi sáng nha. Thì hiện tại mình đang ở trong vườn cả nhà. Thì hôm nay có lái lên cắt mít tới vườn nhà mình đó. Thì hôm nay mình quay cảnh nhà mình thu hoạch mít cho cả nhà xem nha. Hồi tối này ông trời mưa cả nhà. Mưa lớn thành ra đất ướt hết trơn luôn. Ở đó có cái nấm gì mà bự dữ. Nấm này người ta kêu nấm gì không biết. Chắc này kêu nấm chó quá ta. Nấm chà bá lửa luôn nè cả nhà. Nấm mình không biết cái nấm gì luôn. Lái lại tới chỗ cắt cả nhà, lái cắt chứ mình không có cắt ha. Tôi nhìn tôi biết trái nào già, trái nào non đó. Cắt xong rồi hồi nữa mình đi gom. Đi gom mà mình đẩy lên trên đường, bắt đầu ta căng, ta đem lên xe, ta chở. Rồi ta chăng vận chuyển xuống dưới dựa, dựa ở Tiền Giang đó cả nhà. Giờ này cũng buổi sáng 8 mấy gần 9 giờ sáng, cắt buổi sáng thì nó mát hay ngại chứ cắt mà buổi trưa nắng chứ đi gom mít nó cũng mệt. Hôm nay mình thấy xe mít nó cũng nhẹ nhẹ hơn mỗi khi vậy cả nhà. Tại vì cái xe gùa này nè, ông xã mình gắn cái máy vô á, máy nó chạy á, nhẹ hơn là lúc mình để tay. Cháy ấy à, cá nặng đi. Cái này sau khi sáng tới giờ mình cắt được nhiêu mít này cả nhà. Giờ mình tập trung mít là chỗ này để cho lái một chút nữa thì người ta sẽ phân loại ra. Phân loại ra là mít nhất, mít nhì và mít chợ. Mít nhất, mít nhì, mít ba với mít chợ đó nha. Rồi sau đó thì mình đẩy bằng chiếc xe rùa này. Mình đẩy lên trên cầu thang đó rồi mít rồi lái người ta kêu xe tải lại là chở. Nếu như nhiều thì người ta kêu xe tải lại chở, còn ít thì người ta chở bằng Honda luôn. Nhưng mà mình thấy bữa nay vườn mình cắt cũng nhiều nha. Nhưng mà mình nghĩ cái mùa mưa này nè mình bị hao hụt nhiều lắm, tại vì mùa mưa này hay bị sơ đen đó, như nước nó đọng đồ này kia ở trên chỗ mấy cái phiểu của cuốn mít này nè, thành ra sơ đen đó thì lái người ta không có lấy, rồi cái mình cũng bỏ luôn, bỏ xuống cho cá. Loại trái cái kia, loại kia anh ta dán hàng cái dán lồng gì đó, bánh xe nó cao bự hơn chút. Thì nó chiếu chiếu chở đủ gì. Nó vẫn quay đàng hoàng nha. Lấy bi đi, bi đi. Thì bây giờ lái đang phân loại mít ra này cả nhà.
Xin lỗi chị, em lấy mất tìm gạo được. Đã dính. Ừ. À, nhường mất là cho anh đó. Giờ méo mó quá mình lấy bi. Bi luôn. Bi là sao anh? Hả? Bi là sao? Mình mất bi mà ở Tiền Giang mà nó nội đê á. Bi là kế chợ. À, bi thì nó A B C D. Muốn cho bi bi muốn cho chợ. À, mà trái bi lần lại nó tốt đây đi. Cái đó cái gì? Bi. Chừng lộn nha, chừng lộn còn có đám bên đây nữa nè. À, nhưng mà nó cắt cuốn rồi là biết nó phân loại rồi. Chợ bên đây hả? Đây chợ nè, chợ nè. Cái này xe đen nó gì vậy? Xe đen. Mình sẽ phân loại ra coi xe đen bao nhiêu trái. Chợ. Vô mùa mưa này, quá. Còn ông. Còn ông ơi. Đi cầm thêm nó bị mớt méo hơi nhiều. Cái này sơ đen nha. Màu ok. Cái đen ăn được không? Cái đen ăn vẫn được nhưng mà nó không có ngon. Nó lạc hả? Hư màu ăn chạy. Nó lạc hả nè? Không phải lạc mà nó ăn nó sượng ngắt à, nó không có ngon. Chín ký hả? Đủ nứt nha. Nứt cái để gì được? Để góc đúng rồi nè. Đúng rồi hả? Xe xe cà gặn đây chút mày ginh gặn. Ginh cắn gặn để sao? Như trái nãy là nhất đó cả nhà. Nếu vừa mà được chục ký là trái đó 300 mấy rồi đó. 340 rồi đó. Nhìn. Gì để cái bên luôn. Để cái bên luôn. Chút nữa mình bóc lộn luôn hai trái nhất cũng được nữa. Không có sao. Sao không? Trời. Ê ê ê. Chở chở đây đây để đây. À tại nó đang phân loại ra, đang phân loại ra. Phân loại đừng có. Ừ. Đừng có chở mà mày dồn vô nhất à. Chết mẹ mà nè. Mà nói chứ lái nó nhìn biết liền vậy. Đưa lộn nó nhìn biết liền. Quá trời rồi sao đen bị. Cái bự sao đen gì? Sao đen luôn. Chị này chị Hào có tiếng Hàn rồi. Ừ. Một trái quá miêu mó cộng quá. Trời cưng ấy vòng vòng lên đây nè, cho nó nằm vòng vòng lên đây. Trái đó thấy muối màu đẹp quá đó. Nhì. Ba trái nhì. Này xong rồi. Sau là trà đó. Méo mó. Méo mó cũng chợ luôn. Mình không biết mình làm lái thiệt nhưng mà mình không biết người ta phân loại như thế nào, người ta cũng phân loại gì đó, ta cũng kêu mình vô vườn là mình phân loại như gì đó. Ừ. Đó, cho nên mình cũng vô vườn mình mua phân loại như người ta vậy đó. Đây coi như là mấy cái vựa lớn ở dưới Tiền Giang á là nó đưa lên cái tiêu chuẩn như thế nào đó là nhập thì sẽ ăn không biết ăn như thế nào mình không biết. Ừ. Nhưng mà tiêu chuẩn lái ở Tiền Giang nó đưa cho mình thế nào thì mình đi lấy vậy phải không? Chỉnh từ Tiền Giang phải cứ đưa cho mình vậy thì mình tại vì mít này á cả nhà là
Mình thì đang ở là núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Thì lái thì cũng ở gần đây thôi, lái đang cắt cho mình nè. Nhưng mà người ta mua thì người ta tập kết xuống dưới Tiền Giang. Tiền Giang sau đó người ta mới xuất qua Trung Quốc. Cái này sơ, sữa muối nha. Hồi lúc cắt nãy không thấy sơ, giờ cắt xuống nữa thấy sơ. Ừ. Chợ được không? Quá trời luôn. Chứ này sơ quá trời nhiều luôn rồi. Đợt này mưa hơi nhiều. Thấy nhiều nhưng mà bị hao hụt. Thấy mình cắt mít nhiều nhưng mà rốt cuộc bị hao hụt cũng nhiều luôn cả nhà. Đủ tiêu chuẩn loại 1 nha. Đủ tiêu chuẩn loại 1. Da xanh muối đẹp. Da xanh muối đẹp. Muối dày. Ừ, muối dày cơm. Tròn. Tròn. Tại nãy mình cắt chưa có tới, mình chưa thấy được cái sợi đen. Trời ơi. Mình vô vườn mình phải lúc này chờ mưa mình phải kiểm kỹ mới được. Để lẩu về dạt ra sơ đen mình lẩu giúp nhiều nha. Như thí dụ như Thiện cắt vậy này là xuống dưới là thợ là nó dạt thêm nữa hả Thiện? Nó còn dạt nữa. Vậy hả? Dạ. Nó chứ không dạt. Phải nó coi theo cái đường dạt của mình sao? Dạ không. Lớp mũ nó che lại. Tay còn kiểm mình lên. Ừ. Mũ nhỏ quá vô bi. Bi nãy để đâu? Đâu bên đây. Bi bên đây. Lấy kỹ lắm. Nhưng mà khi nào mà lúc mà mít hút á thì nó lấy dễ dễ hơn chút. Đúng. Ừ. Mít thì cái vườn của thím Út tuần sau còn nhiều không thì? Dạ, còn nhiều. Ừ. Nhất rồi. Mít nhìn không được chín ký đâu. Thấy gì chứ lựa ra mít nhất với nhì đó là nó nhất thì nó ít hơn là vợ chạm vợ bi. Ừ, tùy theo mình chăm sóc cái vườn, tùy theo mùa nữa. Vườn mình đẹp thì trái nó đẹp thì nó lọt, nó đạt loại một nhiều. Bây giờ sao học đóng chứ thấy mấy trái nhất không biết bao nhiêu rồi mấy chạm. Đây vườn chú Út là ổng khoái chợ lắm. Chú Út lên vài lần rồi. Đây lũng nha. Lũng đất chợ luôn. Cái này nó bị ở dưới đất á. Đụng đất á. Thường khi bởi vậy người ta nói là mình để trái á, đừng để sát ở dưới gốc quá cả nhà. Sát dưới gốc quá là cái đít nó bị vậy nè, là vô chợ luôn. Dù cho nó có đẹp cỡ nào cũng vô chợ. Hư da là không được. Thôi nói vợ đẹp của người ta, vợ xấu của mình được. Đúng không? Vợ không đẹp. Mà không được, cái này phải đẹp mới được, đẹp mới có tiền được. Vợ xấu nè, ê cái này không phải đi xuống với ông Năm lai gai dài chặn nữa, mà tao nghĩ lai gai về cứ quên, lai gai về cứ quên, thành ra cứ lai gai hoài, quên hoài, quên công thức hoài. Ê mà Thiện nhớ nha, nó con đi về dưới chụp cái thùng phân với cái gói thuốc đó cho thím nha. Mắc da băng. Mắc da băng được rồi. Thì không biết bây giờ mày cứ chụp nào cũng được chứ, không biết gòn không ở đây. Ví dụ mua thuốc phân đó đi rồi mình cộng không biết nào cũng được. Ủa vậy là có cần chụp không chú? Có cần có cát. Cần chụp không mày, nó chụp còn mấy thôi phân cát pha thêm nữa. Ví dụ chú có tiền ngon nữa thì mình mua cơm cát, còn nó còn ngon nữa. Bi cơm cát rẻ mà. Bi
Vậy ngày ba đi xuống dưới mua phân hả? Bớt mưa mới tưới được chứ mưa hoài. Con xài cơm cát nó. Ủa mưa tưới nó mới thấm chứ Thiện. Okay. Dạ. Mưa hoài nước nó nhiều quá nó đâu. Cho nước khô mới được. Ráo ráo chút hả? Dạ. Tại mình tưới phân nước mà phải không? Dạ. Còn mình tưới cái phân hộp á thì mình càng trời mưa. Dạ, y gan vậy. Thế nhưng mà tao không hiểu sao là tại sao là mình phải tưới phân nước, tại sao mình phải tưới phân hộp, sao mình không tưới phân nước luôn đi, giờ mình có cái thùng này mình tưới cho nó lẹ, cho nó tiện. Nhì nè, phân nước hoặc chất khác, phân hộp hoặc chất khác. Nhì vậy? Dạ. Mà thế mức có, nếu mà có cái đó hệ thống đó đâu cần ấy nữa đâu. Cần xài phân hộp đó. Không, bữa đó ba mày nói có lúc tưới phân hộp, có lúc tưới phân nước đó. Mà mình không hiểu sao. Ba mà trên bụng. Dạ. Trời. Chết tà ná luôn. Sâu hay là chợ năng như thế? Chợ bẩn. Ủa chợ nó không sụp mà sao nước sụp ta? Nước sụp tại vì nước ngoài ăn. Chá nó bị hư đứt. Nước ngoài ăn thì giờ xuống thì mình theo xuống đàn ông. Ê, cô chú anh chị có thể nghĩ đơn giản nhất là có thể hái xuống một cái hệ thống hít như hồi nãy cô chú anh chị thấy là giờ xả ra còn như được có 3 trái rồi như được 6-7 trái còn như là đưa qua hàng chợ chơi. Do mình mùa vườn mùa mưa nó được nó xấu. Xấu. Cái này vô mắm nè. Vô mắm nè. Vô mắm là nó sờ đen á. Ủa mấy cái bên đây mấy cái này bỏ gì Thiện? Sờ đen. Sờ đen hả? Trời. Ừ, nhiều quá trời luôn. Sờ đen cả nhà. Đi xe đen không à? Dừng bây giờ mình xe đen dữ. Để cho cá à. Quăng nguyên trái xuống là cá nó ăn tự động. Đàn ông ta đâu có lấy đâu. Không. Cứ quăng nguyên trái xuống rồi tới gì nữa rồi tự nó rã ra cá nó mới ăn được. Tự nó rã ra. Rồi cá nó lại nó nút nó ăn nè. Cái này chở đi. Dạ. Đàn ông lắm chú cô. Đàn ông thì mình ăn. Đàn ông thì ta mà. Nghe ông chủ cũng nói một tí người ta hết ham sự đời rồi tàn ông cho nó tàn mạc luôn. Lúc này phải bằng mít phải kinh nghiệm lại chút ơi. Tàn ông dữ lắm rồi. Tàn ông là bị sao tàn ông? À, Thiện. Đây nó như tàn ông nè. Ý là mình bị sao mà nó ra tàn ông? Ông lấy chay mít nhất nhiều. À cái trái thứ nhất á anh, có nghĩa là nó chỉ là, không? Một cuốn là ba trái nhưng mà mình lấy ra thường là trái gì? Lấy trái thứ hai phải không? Trái thứ nhì là đẹp nhất. Ừ. Trái nhất á là chừng nào nó đẹp dữ lắm á, mình mới lấy là chọn loại trái nhất. Ừ. Còn mấy là mình phải bỏ trái nhất đi, tại vì một là trái nhất nó hay bị sơ đen. Thứ nhất là một là bị sơ đen, hai là nó dễ bị tàn ong. Ừ, đúng rồi. Là giống như một cái cuốn vậy nè cả nhà. Tại giờ nó nhất nhì đó cả nhà, là một cái cuốn vậy nè. Nó thường khi là nó sẽ ra là ba trái hoặc bốn trái. Thì cái trái đầu trên chỗ cái cuốn này nè, đầu tiên ở trên đây rồi ra cái trái này gọi là trái thứ nhất. Là thường khi là trái thứ nhất đó nó hay bị sơ đen chứ nó không có lớn bằng cái trái thứ nhì. Thì mình sẽ lấy cái trái thứ nhì. Nếu như cái trái thứ nhì này mà nó xấu quá thì mình mới bỏ, mà trái thứ nhất cuốn bự đẹp thì mình mới lấy trái thứ nhất thôi. Còn đa số là mình phải lấy trái thứ nhì nó mới bự hơn. Nó là vậy. Ê, cái này xịt lấy trái được không? Lấy trái có giá không? Ngày tháng mấy rồi? Được. Tháng 9 xịt lấy được. Tháng 9 không? Được tháng 9 rồi. Bán. Được tháng mấy rồi? Tháng 9 năm lịch rồi đó. Ừ, rồi xịt lấy rồi. Trời. 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 Tử này tao có lấy atulip vô đó cho nó cho nụ. Hay, nhưng mà xịt đừng có giống hồi kỳ rồi nha. UFC đi. Xịt mấy mày xịt cho xịt tonic của UFC với anh Vin mình. Nó đang nói chuyện lấy trái lại mà. Mà hồi kỳ rồi đó là Thiện nói thuốc gì đó, vừa nào cũng bị như vậy hả?
xịt cái thuốc đó đó sao mà nó ra cháy xấu quá kỳ rồi á, xịt mà kích cháy kích bông á bị gì nữa thiệt. Quá trời sơ luôn rồi. Đi xe tải hả thầy? Ê, nghe lọt thiện ơi. Cái đó chở cái gì? Sâu, sâu. Chở. Chở, chở. Còn mấy trái anh đây chưa dạt nè. Công quá. Công quá là nhì, nhất không được nhì. Nhất nhì 34. Ừ. Nhì luôn, nhì đó. Bây giờ có 3 trái nhất nghe thầy. Trời. Thì cuốn mẹ sâu. Thì sau khi hồi nãy mình cắt một đống mít ra như vậy đó cả nhà, bây giờ là lái phân loại ra. Thì ở đây là chỉ cái mít ngon đẹp trước đi cho cả nhà xem ha. Đây nguyên đống vậy mình được 4 trái mít nhất. Còn đây là mít này. Còn đây là mít bi. Mít bi là giống như là mít 3 đi là 12.000 kg đó nha. Mít nhất thì 34, mít nhì thì 22. Còn đây là nguyên đống chợ. Chợ thì 7.000. Còn mấy trái ăn đó là bỏ nha cả nhà. Mấy trái ăn đó là bị xe đen bỏ nha. Nó thì bữa nay mình thu hoạch thì được nhiêu cả nhà. Thì tới tuần sau thì lái sẽ lên cắt tiếp nữa. Cái căng gì mình căng được khoảng 5 trái không? 5 trái. Rồi. Rồi gì đi. Rồi 48. Để đi. Mấy cha thấy bự bự không à? Có sơ gùa ấy. Ờ, có gùa đẩy lên. Sơ gùa đẩy lên. Nó bự, nó tàn ăn. Hư, sâu. Hư, hư tàn mấy trái đẹp không? Chưa? 43, mới 44. 44. Uống thấy ghê luôn. Trái bành bành mà bị hư. Sao học nghề cắt mít không? Học nghề không? Học thì đi theo. Sao có vụ cắt mít ở đây đi theo luôn. Học nghề mà mỗi ngày người ta trả tiền lại được ngày 200 đó. Vậy, trả tiền lên cho luôn nha. Học nghề mà còn trả tiền đó chứ không phải học nghề mà không đâu. Công chính. Không mà chừng nào mày có công chuyện ấy gì làm không có ngự á, mày kêu thằng Hoàng này nó làm nè thiện. Nó đang thất nghiệp. Và gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con hả? Gà trống nuôi con thiệt luôn á. Nuôi hai đứa con gái á. Bước gì nó sợ quá trời sợ rồi, nó hết dám bước rồi. Kẻ mà. Trái hư, trái sông, trái gươi đó. Trời ơi, trái bành kia luôn nè. Hai lỗ sông. Ừ, trái bự. Có lỗ sau này hả? Ừ, trời ơi, có chút xíu vậy đó mà không được á. Được không? Dở lên nữa, dở lên nữa. Được chắc nữa. Đúng ngã, ngã. Không ngã. Ngã không? Không ngã. Rồi, 53. Ê, ngã kìa. Rồi, rồi, 53. Rồi.
xuống đi. Sao đây? Trời ơi. Đây sâu, bên đây cũng sâu luôn, hai lỗ luôn. Thị trường Trung Quốc đó, nó ăn nó khó tánh quá à cả nhà. Cái trái mít bự vậy đó, mà nếu như mà nó không sâu đó là có thể vô bánh nhất bánh nhì vậy đó, nhưng mà để hai lỗ sâu thì mình rút xuống chợ đó. Trời, có thể là nguyên một cái đám này là mít chợ là căng rồi cả nhà. Giờ căng tới mít bi nè. Mít bi có chữ bi đó anh Duy, mít bi nha. Bông kinh. Rồi để chỗ vỏ nè. Đẩy ra đây đi. Để sát sát vô đoạn chút nữa mình đẩy cho nó dễ mình khỏi về á. Ừ. Để đụng xe gùa. Ừ, đụng xe gùa mất công mình về nữa. Đẹp qua đây qua đi. Cái gì lộn? Cái gì lộn? Cái gì lộn? Một. Đi ra hết lửa hết nè. Trái đẹp quá ha. Trái là mấy trăm ngàn. Bốn mươi mốt. Bốn trái này là tính ra là 340 mà 1.400.000. Gần 1.400.000. Đây bánh đẹp đẹp. Ôi mày để chung vậy không lộn sao? Bốn cái. Hả? Không lộn. Nhìn biết rồi. Ờ. Nó đưa vô nước con thừng lộn. Cái nữa, để em. Như vậy. 38. Đúng rồi. Chung luôn. Vậy cái này vậy anh. Để chung luôn không lộn hả? Không lộn đâu. Hay là cái đám này vô nhất hết trơn à nè. Đâu có. Tại vì nữa cũng chở chung nè. Mà bên đây mít lội bên đây còn chở. Lần nữa lên xe riêng á. Ừ. Cái này lên xe. Ủa cái mã đầu 41 phải không? Mít trước 41. Rồi. Mít nhất riêng. Có ghi mít nhất không? Rồi 41. Tư Phan. Nhì hai mã rồi đó. Rồi 48 với 38. Hờ. Tôi ghi qua mít nhất. Ta ghi mít nhất luôn. Thiếu no cơm rồi. Ừ. Tao quên. 2.000 ký. 37. Xong. Rồi kết thúc chương trình. Kết thúc cắt mít và căng mít. Thì hôm nay mình vô mình thu hoạch mít cả nhà, cũng đang căng giờ đợi lái tính tiền cả nhà. Thì đồng hành với mình thì mình cũng có mời kênh YouTube Nét Đẹp An Giang đến đây để cùng chia sẻ cách mà thu hoạch mít trong vườn nhà mình cả nhà, cho cả nhà xem. Bây giờ mình đợi tính tiền nữa coi là mình tiền này mình thu được bao nhiêu tiền nha. Rồi sáng tới giờ Nét Đẹp An Giang đi quay vườn mít thì cảm thấy sao? Có lần nào vô vườn mít như vậy chưa?
Em thì chưa chị. À. Đầu tiên vô thì em thấy kiến lửa cắn em là mở hàng rồi đó. Mở hàng kiến lửa rồi ha. Đúng rồi. À. Thì thay vào đó thì lần đầu tiên em chia sẻ cái cảnh vườn mít này đến với cô chú anh chị gần xa thì mới biết được cách anh phân loại từng cái mít như thế nào. Ừ. Nhất mít nhì, mít bi và cả mít mít chợ nó ra sao thì thường được thấy là những cái mít nó cũng giống nhau thôi, nó không có khác nhau gì bề ngoài chứ. Con cái nó hơi xấu, chỉ một phần nữa bị thiếu yếu tố của chú anh chị. Thì chia ra thành bốn loại khác nhau thì số cái giá tiền nó sẽ khác nhau của chú anh chị ha. Thì tháng này thì mùa mưa thì nó vậy đó, vậy nào cũng bị vậy cả nhà, chứ không phải là riêng gì mình nên dùng mình. Nhưng mà tùy theo là cái cách mà kinh nghiệm để chủ vườn chăm sóc nữa cả nhà. Ví dụ như chăm sóc được từ nhỏ, cái trái nó tốt thì nó lớn lên mình bán thì nó mít đẹp nó nhiều hơn như vậy đó. Đúng không thầy? Đúng. Có tiền lẻ không? Thì hôm nay mình thu hoạch đống mít này cái nhà là được 7.690.000. Gần như 7 triệu, gần như là 7 triệu 7. 7. 7 triệu 7 luôn chẳng luôn. Trời. Rồi 30.000. Rồi video mình quay đến đây cũng kết thúc. Thấy hai cái nhà cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn. Chào tạm biệt cái nhà, hẹn gặp lại cái nhà video sau. Chạy lên chạy.